vượt biên năm 17 tuổi. Tác giả Dân Đen Tin tức từ các đài phát thanh địa phương loan báo rằng chính quyền của các đảo ở South East Asia đã ra lệnh đập bỏ các đài tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam. Thanh thẫn thờ ngồi trên ghế sofa, không buồn bật đèn, mặc dù trời đã tối mịt từ lâu căn nhà to lớn này bây giờ lại càng mênh mông xa vắng. Thanh nhớ những người bạn đồng thuyền vượt biển ngày nào đó. Hay như mới hôm qua, thân xác chôn vùi trên các hoang đảo hay tan rã trong lòng biển cả mênh mông. Lệ, vợ của Thanh, đã dẫn hai đứa con, bé Vi và bé Ly, đi shopping từ trưa thông thường thì thanh dù có bận việc gì đi nữa lúc nào cũng dàn xếp thì giờ để cùng đi với vợ con nhưng hôm nay khi lệ ngỏ ý muốn đi shopping thanh buồn bã nói em đưa con đi với dì huỳnh cho vui chuyện phá đài tưởng niệm làm anh không còn lòng dạ nào đi shopping để anh ở nhà hôm nay một lần vậy lệ nhìn chồng Ánh mắt của Thanh nhắc nàng nhớ đến những lần thay Thanh kêu rên vì ác mộng nào đó, rồi tròn dậy giữa đêm khuya. Mồ hôi đẫm đầy cả lưng. Lệ thương chồng, định bụng không đi nữa. Nhưng hiểu ý Thanh muốn yên tĩnh một mình, nên thông thả nói. Tối nay em với dì Huỳnh ghé thăm bố mẹ. Anh có đói bụng cứ dùng cơm trước, đừng chờ mẹ con em thằng Thanh, con của bác Kim, dân miệt hòa hưng, nhà ở gần thành nhảy dù, có mẹ là tay sai của đế quốc, có cha làm việc cho bọn ác ôn. Cả hai đều có tội với nhân dân, với cách mạng. Ba của Thanh là công chức của Tổng Nha Cảnh sát Quốc gia trước tháng 4 năm 75. Còn má Thanh làm việc cho cơ quan DAO gì đó của người Mỹ. Khi miền Nam đổi chủ bà má thanh thay đổi giấy tờ, bỏ thành phố Sài Gòn, dùng kế kim thiền thoát xác, xóa bỏ tất cả quá khứ, không thèm nghe lời ngon ngọt của chính quyền mới chiêu dụ đi học tập cải tạo, lánh nạn về quê nội, miền gò công đầy những vườn me ươm trái, những ruộng đồng phì nhiêu, những bờ biển đầy nghêu sò, tôm cá. Lúc miền Nam đổi đời, thanh còn quá nhỏ chưa biết tí gì về chiến tranh. Thành một thiếu niên ở quê nội, Thành chỉ biết má mình hàng ngày phải đi gánh dừa, gánh râu ra chợ buôn bán. Còn ba thì phải cuốc đất đào mương để nuôi sáu đứa con thiếu thốn trăm bề. 17 tuổi đầu, cái tuổi sắp sửa đi nghĩa vụ quân sự. Đúng là lúc thanh niên miền Nam bị bắt đi bộ đội, bỏ sát bên kia biên giới Campuchia thành biết những người trẻ tuổi cùng xóm mới vừa thấy đó mà đã trở thành liệt sĩ hồi nào không hay thấy ba má khổ cực quá nhiều thanh nói thẳng với ba con muốn nghỉ học đi làm giúp ba má ba thanh đang rửa hai bàn tay đầy bùn đen hôi hám trợn mắt thật to đứa nào bày biểu con vậy hả đừng suy nghĩ tầm xàm con phải lo học hành trước tiên không học hành cuộc đời của con sẽ không ra gì cả con có biết hay không thanh yếu ớt trả lời lúc nào con cũng nghe ba nói như vậy nhưng ba có biết đi học bây giờ mấy thầy cô vài tháng lại đi chui mất dạng chương trình học không đầu không đuôi con của mấy ông cán bộ ăn chơi biến nhát mà lại dốt nát quá chừng nhưng lúc nào cũng đứng đầu lớp mai mốt con lại phải đi bộ đội nữa thà con nghỉ học giúp cho ba má được lúc nào hay lúc đó còn hơn ông già giận dữ cắt ngang ba không muốn con nói thêm lời nào hết cứ đi học đã để ba má tính cái chữ tính của ba là đồng nghĩa với chữ đi chui hay là đi vượt biên mà mấy ông anh của thanh đã thử vài lần tất cả đều bị bắt vô tù bị tụi công an biên phòng đập tơi tả. Khi được thả về, không đau cho cơ thể bầm dập, cứ tiếc hùi hụi những cây vàng đã mất. Trong một đêm khuya, lúc mọi người đang ngủ, bà đánh thức thanh dậy, không dám thắp đèn, thì thào nhỏ tiếng. Con nghe kỹ đây, ngày mốt ba gửi con theo chú Sáu xuống Cần Thơ. Chú sẽ lo hết mọi chuyện khi nào tới nơi an toàn con đánh điện cho bác tư bên mỹ con ráng học thuộc lầm địa chỉ số điện thoại của bác ấy tuyệt đối con không được tiết lộ cho bất cứ ai kể cả mấy người bạn trai bạn gái thân thiết của con còn bao nhiêu tài sản ba má gom góp cho chuyến đi này ba má mong mỏi con ra đi bình yên nếu lần này con đi tới nơi tới chốn thì nhớ phải cố gắng học hành cho được nên người ba má ngày đêm cầu nguyện hết lòng cho con trong bóng tối thanh không thấy rõ gương mặt của má nhưng cánh tay của bà đưa lên đưa xuống hình như đang cầm cái khăn lớn thỉnh thoảng lau khô những giọt nước mắt chảy dài trên mặt thanh là đứa con trai thứ ba của ba má đứa con trai hay lý sự với cha nhưng cũng là đứa con có hiếu. Má của Thanh chỉ hy vọng một điều duy nhất là thằng con này được tới một vùng đất tự do nào đó, có cơ hội học hành nên người. Chú Sáu còn rất trẻ, làm việc chung với ba trước năm 75. Ba thường gọi là chú Sáu Me, có vợ và hai đứa con nhỏ, thằng Mít và con Xoài. Mấy người bạn cứ trêu chọc chú là gia đình của mày trái cây chua ngọt ngon lành lúc nào cũng có đầy đủ. Có lúc vui miệng, chú kể cho mọi người nghe là bà xã của tôi thèm ăn đồ ngọt lúc có bầu thằng lớn. Có ngày bà ăn hết cả nửa trái mít. Tối đến chuyển bụng, sanh ra thằng cu. Thành thử lúc có bầu đứa thứ hai, bà xã tôi lại bỏ đồ ngọt, chỉ thích ăn xoài chua. Ngày nào cũng ăn, sanh được đứa con gái tôi đặt luôn cái tên xoài cho hợp chú sáu đã đưa vợ con đi trước tới điểm hẹn trở lại đón thanh lần thứ hai để tránh sự nghi ngờ của công an nếu lỡ bị bắt một lần thì cũng có người đi thoát thanh theo chú sáu lúc nào cũng phải gọi bằng ba để khỏi bị công an chú ý ở các bến xe đò phải qua bắc mỹ thuận rồi tới bắc cần thơ chú sáu đưa trình giấy tờ gì đó cứ mỗi lần bị xét hỏi là chú kèm thêm mấy tờ bắt hồ cho mấy ông công an nhờ vậy mọi chuyện không có gì rắc rối thanh theo gia đình chú sáu ra cá lớn trong bóng tối mịt mùng của màn đêm sau cả mấy tiếng đồng hồ lội ruộng băng đồng mấy con đĩa miền tây bám đầy chân bụng lưng của thanh thả cửa hút máu cá lớn là chiếc tàu nhỏ xíu đầy những người đi chui không quen không biết trong cái khoang tối mịt cả đoàn người chen chúc trong hầm tàu chật cứng thanh chỉ có thể ngồi bó gối thẳng lưng mùi dầu nhất mùi bùn khô mùi dầu gió mùi hơi người ngột ngạt khó thở nhưng vì quá mệt thanh thiếp đi lúc nào không hay tiếng người rên rỉ nôn mửa cầm thêm mùi hôi hám của đồ ăn trong bụng thải ra văng tung tóe chung quanh làm thanh muốn nôn mửa có lẽ con tàu đã ra biển khơi lâu rồi cả thân tàu lắc lư từng đợt hết đợt này đến đợt khác liên tu bất tận thanh cảm thấy cơ thể rời rã rồi tự động cái bao tử của Thanh cũng bắt đầu sa thải đồ ăn như tất cả mọi người trong hầm tàu tối tâm chật kín. Rầm ràng đầu đầy tiếng niệm kinh nhà Phật, tiếng cầu kinh Thiên Chúa. Có tàu lớn đang chạy tới bà con ơi, chắc ông trời giúp mình đây rồi. Mau cho đàn bà con nít lên trên. Thằng Khải, thằng Trung mau dăng lá cờ SOS, làm lẹ lên đi, Thanh mừng quá đổi khi nghe tiếng nói của ông tài công trên bon la lớn. Ai ai cũng bừng tỉnh như được chích những liều thuốc hồi sinh. Nhưng rồi hy vọng tan đi khi nghe mấy người trên đó văn tục. Tổ cha chúng nó, đồ bất nhân. Chúng dòm chúng ngó rồi dông thẳng một lèo. Ngày qua đêm tới, đã biết bao lần thấy được một chiếc tàu lớn xa xa ai cũng nuôi hy vọng được họ ra tay cứu giúp một lần. Nhưng hy vọng rồi lại thất vọng. Không một chiếc tàu nào buồn vớt đám thuyền nhân. Thanh mặc kệ mọi người đang trông ngóng một phép lạ nào đó. Thanh đã đuối sức, mấy ngày không ăn được, uống nước cầm hơi. Cái thứ nước nửa lạc nửa mặn mà mọi người lấy được lúc tàu sắp ra cửa biển. Không có vị ngọt nhưng lại đắng đắng, mặn mặn. Thanh uống vào lại mửa ra. Vì say sóng, hai bắp chân tê dại từ ngày thứ hai khi ngồi bó gối trong hầm tàu chật cứng, không đứng lên được. Bà mã ơi, con bây giờ chẳng còn hơi sức nào nữa. Không biết địa ngục ra sao, nhưng thực tại ở đây có thể đã là địa ngục trần gian rồi thình lình một tiếng động thật lớn phát ra từ dưới đáy tàu tất cả mọi người trong hầm bị đẩy sang một phía con tàu hình như ngừng hẳn lại nghiêng sang về hướng trái tiếng ông tài công la lớn trời đất ơi tàu đụng trúng đá ngầm cái chân vịt chắc tiêu tùng rồi ông tài công giải thích thêm giọng có vẻ phân trần Tôi thấy ánh đèn nhiều lắm phía trước mặt, nên cứ chạy thẳng tới mà quên mẹ cái vũ đá ngầm. Mình đi đã hơn 5 ngày như vậy, chắc tới được mấy cái đảo của tụi Indo đây. Bây giờ mấy người đàn bà và con nít lội vô bờ trước, mong rằng họ sẽ cứu chúng ta. Ông Tài Công bàn tính với chủ thuyền cho mọi người lên khỏi hầm. Trời vẫn còn tối, đổ bộ lên đảo càng sớm càng tốt. Thanh tỉnh hẳn người khi được chú Sáu đỡ lên bon tàu. Thở được làn gió biển trong lành, mắt mẻ sau nhiều lần té ngã trong hầm tàu vì hai chân tê dại, đau đớn, không đứng thẳng lên được. Con tàu lúc này đã ngừng hẳn, bất động. Cả thân tàu nằm gọn trên đám san hô màu trắng đục, đầy những rong rêu tanh tuổi. Xa xa, chắc là phía bờ, có thấp thoáng ánh đèn mọi người nhốn nháo khi thấy trước mặt là con đường sóng. Hầu như phân nửa mọi người trên tàu đã xuống tàu, cố gắng lội bì bõm trong vùng đá sắc bén, hướng về phía bờ biển, mặc kệ cho sang hô cắt ngang cắt dọc, máu chảy mềm da. Thanh vẫn chưa đi đứng gì được, còn ngồi trên tàu, dùng hai bàn tay xoa nắng mấy cái bắp thịt ở chân cứ mong cho tứ chi cử động bình thường tiếng súng nổ vang liên tu bất tận những làn đạn từ trong bờ bắn ra xé gió bay vù vù qua bon tàu làm ông tài công xanh mặt la hét mọi người nằm rạp xuống sàn tàu tiếp đó là tiếng loa phóng thanh văng vẳng tiếng nói gì đó mà không ai hiểu gì hết chỉ đoán rằng tụi nó không cho mình vô đảo nếu cãi lệnh là sẽ bị bắn bỏ. Tội nghiệp cho đám đàn bà con nít, chưa đi được nửa đường, phải vừa chạy vừa lội ngược đường trong bãi san hô bén như dao cạo. Người nào mình mẩy đầy máu vì không muốn ăn đạn, bỏ mạng oan uổng. Trong tình cảnh dở khóc dở cười, đi không được mà ở cũng không xong. Ai ai cũng trông ngóng vào ông tài công và ông chủ tàu hy vọng họ có những sáng kiến giải quyết vấn đề ông chủ tàu buồn rầu nói tôi mong bà con hãy cầu nguyện thêm nữa đi bây giờ mình chỉ trông cậy vào ông trời đợi trời sáng chúng tôi cố gắng sửa cái chân vịt đã gãy vá lại mấy chỗ tàu lủng lúc nào nước lớn dâng lên tôi phải nhờ tất cả các anh em đẩy con tàu ra khỏi bãi sang hô họ đã đuổi như vậy thì mình phải tìm cách khác thôi nước biển mặn chát nhưng ấm áp mát mẻ sau nhiều ngày không tắm rửa thanh cũng như tất cả thanh niên đàn ông trên tàu đều nhảy hết xuống biển gắng sức đẩy chiếc tàu ra khỏi bãi san hô sắc bén nhờ rong biển che phủ một phần nhưng cả thân thể mặt mũi chân tay của thanh đều bị cắt một ngày trôi qua trên biển. Một hòn đảo khác lấp ló từ xa. Ông chủ tàu đang lo lắng vì cái chân vịt hư hỏng mà lường tàu lại thủng máy lỗ. Mấy cái mền được gom lại nhét vào chỗ bể, tạm thời không biết lúc nào vỡ tung ra. Tàu lại mở máy ra khơi, chạy thật chậm, tránh xa cái đảo bất nhân đuổi người vượt biên như đuổi những con vật khốn cùng ra biển khơi thôi thì ba bảy cũng liều. Ông chủ tàu cặp mắt đỏ hoe, mệt mỏi, khuôn mặt thất thần, buồn bã, ngập ngừng nói. Bà con nghe tôi đây. Nếu bọn nó thấy tàu mình còn chạy được, không bao giờ nó cho mình tấp vào bờ. Với tình trạng chiếc tàu như thế này, nếu mình ra biển lớn thế nào cũng không sống được. Tôi muốn tối nay mình chạy gần bờ tắt máy rồi đục lũng tàu, nhẫn chìm tàu, xong tất cả bà con lội hết vô bờ. Không lẽ bọn nó ác độc đến nỗi giết chết mình? Bà con nghĩ thế nào? Tất cả mọi người đều im lặng, nhưng ai cũng gật đầu, chấp nhận số phận giao tất cả mạng sống của mình cho thượng đế, mà ông chủ tàu là người đưa đường dẫn lối. Một toán lính trong bộ đồ rằng ri mặt mày đen đúa, hung dữ, chĩa súng bắn lên trời, vang dội. Là lỗi xí xô xí xào, ào ạt chạy thẳng tới toán người vượt biên, đang ngồi sắp hàng trên bãi biển. Trong đám lính như những con hổ đói lâu ngày, trước một đàn dê cúi đầu không trốn chạy. Một thằng lính chĩa súng vào đầu của một thanh niên là lối đưa chân chỉ về mấy thùng nước ngọt mà bọn thanh mang theo khi bỏ tàu anh ta đâu có hiểu được tiếng nói lạ lùng cái mặt ngớ ngẩn vừa lắc đầu là bị ngay một cú đá vào lưng ngã lăn ra cát tụi nó cứ hỏi mọi người cứ lắc đầu hết người này sang người khác mấy tên lính đen đúa thật dữ dằn là lỗi không ngừng trong toán vượt biển có bà nico bận cái áo màu xanh lục đưa tay xá xá tụi nó Gã chỉ huy nhìn bà Nico, nói mấy tiếng gì đó với mấy tên lính. Sau đó tụi nó bớt la nhưng vẫn còn hầm hừ tra xét. Tụi lính bắt mấy anh thanh niên khiên hết những bình nước uống quý giá ngàn vàng đổ hết xuống đất. Tội nghiệp các anh ấy mấy ngày trên tàu, mất sức, đói khát, không đủ sức để khiên bị tụi lính đá túi bụi. Chú Sáu ngày hôm qua mãi lo đẩy tàu bị mấy vết săn hô cắt thật sâu mất máu rất nhiều thanh may mắn chỉ bị trầy sơ sơ tất cả đều vừa đói vừa khát bọn thanh ngồi chịu trận trên bãi cát nóng từ lúc mặt trời mới mọc cho đến lúc gần chiều thì có mấy ông bận đồ dân sự chạy xe jeep mang theo mấy bình xịt thuốc gì đó hôi muốn nghẹt thở xịt lên đầu lên cổ lên mình của tất cả đám thuyền nhân chất thuốc hóa học ngấm vào mấy vết thương đã bị san hô cắt đứt ngày hôm kia, đầu rác tới mây xanh. Mấy gã lính bắt mọi người sắp hàng một, lội bộ tới khi trời sẫm tối mới tới một căn nhà sàn bên mé rừng thưa. Ai cũng đói meo, đói mốc, khát nước khô cổ mà tụi lính làm như chẳng hay chẳng biết. Căn nhà chứa dân vượt biên thật nhỏ, không có vách tường, mấy chục người vượt biên nằm sắp lớp như những con cá mòi trong hộp. Chỉ có sàn tre và mái nhà lập bằng những lá dừa sơ sài, cũ kỹ. Bên trái là biển xanh ngút ngàn, bên phải là đầm lầy đầy những cây sậy thật cao. Những cơn gió luồn ban đêm thổi từ hướng biển thật mạnh, lạnh cắt da, lạnh thấu xương, thấu phổi. Thanh nằm co quắp như con tôm, hai tay ôm lấy hai đầu gối cố giữ ấm lầm ngực cho qua đêm hai chữ tự do ngay ở đầu môi chót lưỡi nhưng sao lại quá xa quá cao như ở một thế giới nào khác sau một đêm thao thức bỗng có tiếng máy nổ ồn ào vang lên trên bầu trời một người la máy bay trực thăng tất cả mọi người cùng bật dậy Yếu đuối cách mấy cũng ráng lê lết ra khỏi nhà sàn. Trời đã hừng sáng. Đúng là một chiếc trực thăng đang bay tới. Thanh nhớ rõ ràng cái hình ảnh con dấu hồng thập tự màu đỏ sơn bên sườn chiếc trực thăng. Đây là hình ảnh cao quý như một ấn tượng mà Thanh không bao giờ quên được cho đến hết cuộc đời. Đúng là ông trời đã thật sự cứu sống mọi người. Thanh tự nhủ mình sẽ không bao giờ quên, không bao giờ quên đoạn đường gian khổ này trước khi đến được một bờ bến tự do. Ngày Thanh ra trường kỹ sư điện ở Đại học Oklahoma, thằng Mitch, bây giờ là sinh viên y khoa, đang ở vùng New York gọi điện thoại chia mừng. Tội nghiệp cho gia đình của nó. Chú Sáu Me sau những ngày vượt biển khổ cực và bị thương tích quá nhiều khi được chở tới hòn đảo hoang dại Khu Khu đã tự giả cõi đời. Vài tháng sau đó, thím sáu thương nhớ chồng, cũng ngã bệnh, rồi chết đi ở đảo Ga Lăng, mồ chôn gần phía sau nhà thờ trên đảo. Hai anh em mồ côi được bà cô ruột bảo trợ đưa sang New York học hành thật giỏi. Thằng Mít ngày xưa bây giờ có cái tên mới là Michael một bác sĩ giải phẫu nổi tiếng tại một thành phố bên miền đông nước Mỹ. Thanh được bác tư bảo trợ qua tiểu bang Oklahoma an bình, đầm ruộng phì nhiêu, nhưng đầy những cơn gió lốc. Trở lại học đường, lúc nào cũng vừa đi học, vừa miệt mài làm lùng ngày đêm, nấu ăn, cắt cỏ, làm lao công, chùi nhà, rửa chén đổ rác. Mùa hè có lúc làm tới hai việc, Dành dụng được bao nhiêu tiền, Thanh gửi hết về Việt Nam giúp đỡ ba má. Thanh gặp Lệ lúc học năm thứ tư. Một người thật nết na, thùy mì. Cả gia đình, cha mẹ, anh em đều sang Mỹ năm 75. Bố mẹ Lệ là dân di cư năm 54. Những người đã biết rõ thời thế, biết rõ cái xã hội chủ nghĩa gì đó. Nên đã kiếm cách di tản trước khi cách mạng thành công vượt biên năm 17 tuổi, một mình thân lập thân xứ người. Thanh không chỉ có tình yêu của Lệ, mà còn được cả gia đình nền nếp của Lệ thương quý. Đám cưới hai người trẻ diễn ra trong tình yêu nồng ấm. Trong những ngày vợ chồng con cái hạnh phúc tràn trề, Thanh thật sự không bao giờ quên những hình ảnh vượt biên ngày nào. Chàng thường tưởng nhớ tới chú thím sáu những người đã quen biết gần gũi với thanh những đồng hương đã bỏ mạng những nạn nhân của bọn hải tặc hung ác tàn độc những người chết đói chết khô trên biển những nấm mồ đầy trên đảo hoang tất cả đều là những thuyền nhân việt nam tin tức về việc đập phá những đài tưởng niệm thuyền nhân là điều làm thanh thật sự đau đớn hơn cả những vết cắt san hô ngày nào trên hải đảo xót xa hơn những chất hóa học sát trùng ăn sâu vào da thịt của mình ngày nào đó cay đắng hơn lúc chính thân thể mình bị đá bị đạp giống như một con thú khốn cùng trời tối từ lúc nào nhưng thanh không bật đèn trong bóng tối lòng hướng về quê nhà về biển đông về đảo hoang khu khu về khu nghĩa trang sau nhà thờ trên đảo ga lăng chàng lặng lẽ cầu nguyện dân đen